Rồi, chào cô chú anh chị em mình nha, chào cô chú anh chị em mình quay lại với kênh em Tân nha. Hôm nay mùng 6 Tết rồi anh em ơi, chúc cô chú anh chị em mình một ngày mùng 6 khai trương thật là may mắn ha, đắc kèo ha. Cô chú anh chị em mình thì thật nhiều sức khỏe ha, làm ăn thuận lợi phát tài ha. Rồi, giới thiệu về con tivi cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con tivi 49 inch Panasonic ha. Hàng Nhật luôn nha anh em. Đây. Panasonic 49 inch. Hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét không lỗi lầm anh em ơi, lên mạng wifi nhanh đẹp cực kỳ, hình ảnh đẹp từng sắc nét từng góc anh em ha, hình ảnh là dinh đẹp không lỗi lầm gì hết ha. Đây đẹp cực kỳ sắc nét luôn anh em ơi ha. Đó. Con này đang thanh lý giá 3.500.000 nha anh em, thanh lý 3.500.000, 49 inch Panasonic, lên mạng wifi hình ảnh đẹp cực kỳ nhanh mượt ha, không lỗi lầm ha, quay kỹ từng chi tiết cho anh em mình coi ha. Đó, không lỗi lầm ha, từ trên dưới, từ dưới lên trên ha, hình ảnh đẹp cực kỳ nha anh em, không lỗi lầm, không một chút xíu lỗi lầm luôn ha. Đó, bảo hành cho anh em mình xài một tháng nha. Rồi 49 inch Panasonic ha. Rồi có chân anh em, nay mới xài chân mua thêm 300k ha. Rồi con này là 40 inch an sang vô, con này thì có mặt đất anh em, không có wifi ha, hình ảnh thì đẹp cực kỳ ha, hình ảnh nhìn đẹp cực kỳ ha, hình ảnh đẹp có mặt đất anh em mà xài mặt đất thì chơi con này ha, 1.500.000 anh em ơi, an sang vô 40 inch. À, hỗ trợ truyền hình mặt đất anh em ha, tại em chưa gắn danh tên để không tín hiệu ha. Đó, 1.500.000 40 inch, lên mạng wifi truyền hình mặt đất. Rồi Samsung 43 inch lên mạng wifi 3.800.000, bảo hành 6 tháng, màn hình mới bảo hành 6 tháng anh em ơi. Đó, này thì không có gì giới thiệu ha. Rồi tiếp tục là hai con 40 inch có mạng anh em ơi, một con là Panasonic, một con là Panasonic 40 inch lên mạng wifi hình ảnh đẹp cực kỳ, màn hình mới bảo hành 6 tháng, giá 3 triệu. Samsung 40 inch lên mạng wifi màn hình đẹp cực kỳ, màn hình mới bảo hành 6 tháng, giá 3 triệu, hai con đồng giá anh em ha. Nên mình chơi đi con nào chơi ha. Này. Đó. 40 inch Panasonic lên mạng wifi màn hình mới bảo hành 6 tháng anh em ơi, giá 3 triệu đồng ha, có chừng để bàn luôn ha. Còn con này thì Samsung 40 inch lên mạng wifi màn hình mới ha, có chừng để bàn luôn ha, giá 3 triệu hành 6 tháng nha anh em, hình ảnh cực kỳ đẹp nè, còn ni lông chưa lột nè, màn hình còn keo luôn ha, đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Rồi dưới hai con 65 inch 75 inch đẹp cực kỳ anh em ơi. Đó. Panasonic 40 inch nữa nè, con này nãy giờ không bật tới nó tự động nó tắt luôn anh em ơi, để mở lên ha. Đó, con này cũng không có mạng anh em, 43 inch Panasonic màn hình đẹp cực kỳ luôn em ơi, anh lý cho anh em mình 2 triệu ha, anh em chơi được chơi ha. 43 inch Panasonic không có mạng nha, mình xài bóc thêm bóc đó là 3-4 trăm nha, là 2.4 triệu, anh em muốn lên mạng thì 2.4 triệu, nó còn hỗ trợ mặt đất ha, cho anh em mình xem đài ha. Đó, hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét sáng anh em ơi, không đổ lầm ha. Đó, anh em nhìn ha, đẹp cực kỳ sắc nét sáng không đổ lầm ha, 2 triệu đồng ha. 43 inch Panasonic 2 triệu đồng. Rồi con này thì LG ha, lên mạng wifi ha, 3.800.000 bảo hành 6 tháng em ơi, mà hình mới chưa lột tem nè. Con này được tặng bắt treo nha anh em, không có chân thì em sẽ tặng kèm bắt treo cho anh em mình treo ha. Rồi Sony 43 inch lên mạng wifi giọng nói bluetooth chạy hệ hình Android, giá 3.300.000 em ơi, 3.300.000 Sony 43 inch lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm kết nối vào bluetooth luôn nha anh em. Đó, hình ảnh zin đẹp không lỗi lầm anh em ơi, mà hình đẹp cực kỳ sắc nét zin của Sony ha. Rồi rồi một con này Samsung 65 inch siêu bự chà bá màn hình tràn viền anh em ơi, đây hình ảnh thì sắc nét đẹp từng chi tiết ha. Con này bị một cái lỗi chỉ mờ cực kỳ nhẹ ha, lý do là cái này do vận chuyển anh em, chứ tivi thì không lỗi lầm, đang hoạt động tốt nghiêm chỉnh ha, con cái vận chuyển thì nó bán báo giá cho anh em mình là con này bán là 65 inch Samsung siêu bự chà bá lên mạng đẹp nhanh lẹ cực kỳ luôn, con này bán 5.500.000 ha, lý do là có một cái chỉ mờ anh em ha, chỉ mờ nè, chỉ là do vận chuyển nó bị chứ tivi hát không bị anh em ha, cho nên bao anh em làm nó không có bị lan hay bị nhảy gì hết nha, đang hài bình thường anh em, rồi em di chuyển bằng xe Honda đó, rồi không có bỏ vô thùng á, rồi nó bị một ảnh hưởng ha, cái sọc ha. Cái này có thể sửa được anh em, hoặc là mình hát có thể hết nha. Cái này vận chuyển mà nó hỏi ra hỏi vô thôi chứ không gì hết ha. 5.500.000 Samsung 65 inch chà bá luôn em ơi. Đó. Anh em chơi được chơi ha. Rồi.
Anh em mà có nhu cầu chơi con siêu bự chà bá thì em còn con LG đẹp cực kỳ anh em ơi, đẹp như mới luôn nha. LG 75 inch đẹp như mới anh em ơi. Giá 11 triệu 500 ngàn ha, màn hình mới luôn anh em ơi, bảo hành 6 tháng đây. Màn hình mới còn nguyên tem anh em ha. À, những con màn hình mới thì giá nó cao anh em ha. Này chưa lọt ni lông anh em, về mình lọt ha. Cái gì ngoài cũng còn ni lông anh em, về mình lọt là như mới luôn nha, như mới luôn nha. TV này là nó khoảng 90 mấy phần trăm nha anh em. Cái sát 90 mấy phần trăm, còn cái màn hình thì mới 100% ha, cho nên anh em mà xài cứ yên tâm mà xài ha. LG 75 inch siêu bự chà bá, lên mạng wifi giọng nói chuột bay cực kỳ đẹp, hình ảnh thì siêu đẹp 4K cực kỳ đẹp sắc nét nha anh em. Đó, giá 11 triệu 500 ngàn anh em mình chơi được chơi con này của chà bá thì mình chơi con này ha. 75 inch LG, lên mạng wifi giọng nói tìm kiếm kết nối vào bluetooth có chuột bay luôn em ơi. TV thì đẹp như mới, ni lông chưa lọt anh em ha, giờ anh em mà lọt cho là như mới luôn ha. Cái màn hình thì mới 100% ha, bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha. Đó, còn tem nè anh em, về mình lọt ra ha. Rồi, chúc cô chú anh chị em mình năm mới thật nhiều sức khỏe ha, làm ăn thì thuận lợi phát tài ha. Ai mua bán thì suôn sẻ ha, ai trường hồng phát nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. À, địa chỉ em ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, chợ Lách Bến Tre ha, số điện thoại 0346854213. Số này có xài Zalo luôn em ơi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Cái này nó quay em quay ngang hơi chá anh em thông cảm ha, đẹp cực kỳ nha anh em. Đó, hình ảnh đẹp cực kỳ nha, tại em quay ngang á đèn nó cháy rồi nha, chứ hình ảnh đẹp cực kỳ, không lỗi lầm ha, bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Trong thời gian 6 tháng bên em xài có lỗi lầm trục chặt màu xuống màu hay là không đẹp thì đổi em bảo hành cho anh em miễn phí nha. Bảo hành là như vậy nha anh em. Rồi, cảm ơn em quan tâm theo dõi rất nhiều.